Hãy tiếp tục đến với cái dạng bài là hiểu nội dung của bài. Naio Likai với cái dạng bài này thì khi mà đến cái mức độ là NHC thì nó cũng sẽ hơi khó một tí. Tuy nhiên thì là mình chỉ cần nảy ra một cái ý nào đấy hoặc là mình mình kết hợp một cái ý nào đấy mà ẩn đằng sau câu chữ thôi là mình có thể tìm ra được một cách dễ dàng hơn. Nó liên quan tới cái căng các cự hay là cái cảm giác về mặt ngôn ngữ của mình nữa. Tất nhiên là mình cũng không thể nào mà tự tin là mình có thể làm được hết tất cả các bài. Nhưng mà mình cũng sẽ mong là có thể truyền đạt được một số các cái cái căng các cự đấy cho các bạn trong cái quá trình mà mình đọc nhé. Đây là cái bài mà mình cũng đã gửi cho các bạn rồi và mình sẽ cùng đi phân tích nó nhá. Yamanoburino annai sho hiraku to lore ni mo hyūjin kousu hyūjin time ga kakarete ite kore ga da Thì mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy thôi. Khi mà mình mở cái bản hướng dẫn uh, leo núi ra một cái văn bản hoặc là một cái cuốn sách về hướng dẫn leo núi thì cái Kakarete tệ đúng không là nó sẽ viết rất là nhiều các cái cái cô sự là các cái à, khóa học hoặc là các cái quy trình cơ bản này tiêu chuẩn này hoặc là các cái thời gian tiêu chuẩn này thì ở đây mình bắt gặp cái từ là Kakarete là chuyển sang bị động là cái chủ đề người ta đang muốn nói tới ở đây là khi mà mở cái anai sổ ra thì trong cái anai sổ đấy nó sẽ viết rất là nhiều cái nọ cái kia thì kakarete ở đây nó chuyển sang bị động vì là cái chủ đề người ta đang muốn nói tới ở đây là các cái bản hướng dẫn đấy có là cái bản hướng dẫn đấy không thể nào viết được đúng không nên là khi mà mình đọc thì mình sẽ để ý vào các cái động từ là tại sao người ta lại dùng là kakarete đủ -e -e cái điều người ta đang muốn nói tới là gì cái chủ ngữ nó là ai cái chủ ngữ đấy nó là vật hay là người thì mình sẽ để ý vào các cái keyword đấy để mà nhìn vào các cái cấu trúc câu để vừa áp dụng trong cái việc đọc vừa áp dụng trong cái việc mà mình làm sau này khi mà dịch hoặc là mình muốn nói hoặc mình muốn viết một cái chủ đề nào đấy thì mình có thể hình dung ra được là à nếu như mà mình đang nói những cái này thì động từ của mình mình sẽ phải chuyển sang cái thể gì đấy kiểu như vậy thì là khi mà mình mở cái bản hướng dẫn về leo núi ra thì nó sẽ được viết đúng không? Có nghĩa là có rất là nhiều thứ được viết ở trong đấy, trong cái bản an sổ -so đấy là những cái gì nó chính là cái hiêu dân cô sự và cái hiêu dân time. Ở đây mình bắt gặp cái từ là dore ni mo. mố ở đây là dù là cái nào đi chăng nữa. Dore ở đây nó chính là thay thế cho an sổ -so. là cho dù là cái bản hướng dẫn về leo núi nào đi chăng nữa cũng đều đang viết về các cái cô sự là cái cái quy trình cơ bản hay là các cái quá trình cơ bản hay là các cái thời gian tiêu bản ở trong đó. Và cái cổ, kore ga, kuse mono đà thì cái kore ở đây thì nó lại là thay thế cho toàn bộ cái ý ở đằng trước là cái việc đó đúng không? Cái việc này là cái việc mà các cái uh, tiêu chuẩn này nó được viết trong cái lai sổ này này. Thì cái cổ, cái cổ này nó khá là đúng không? Khá là kuse mono, nó khá là uh, kiểu là kuse mono ở đây nó có cái từ kuse này mình sẽ uh, lấy từ trong cái từ là c uh, là thói quen hoặc là tật xấu ấy đúng không? Một Kusemono là những cái điều rất là thường tình Hoặc là những cái điều mà mọi người thường hay làm Và nó khá là kết cộ Cái điều này nó khá là uh, Phổ biến đúng không? Hay còn gọi là nó được uh, Viết như kiểu là một cái thói quen Là bất kể mố Cái sộ nào thì cũng đều viết hai cái thứ đó 素人が歩くのだからコースを外れるようなことはしないけれど、どうやら若い登山者に標準を合わせている場合が多く、時間通りにはなかなかいかないものなのだ。 Thì ở đây mình sẽ dịch là gì? À, bởi vì rằng là những cái người nghiệp dư ấy... Thì là hầu hết là người ta sẽ... A được cự đúng không? Là người ta sẽ đi bộ. À, và họ sẽ... Hầu như là... Koto... Sinai Là họ sẽ... Không bao giờ làm sao... À, không bao giờ có cái chuyện là... À, rời khỏi hoặc là tách khỏi... À, à, các cái cô sự... À, các cái khóa học hoặc là các cái tiêu chuẩn... Hoặc là các cái... cái, cái các cái chương trình của mình. À, thế nhưng mà làm sao? Thế nhưng mà không hiểu tại sao đôi à đà đúng không? Không hiểu tại sao mà nó có khá là nhiều uh, các cái trường hợp bay ô cự, khá là nhiều các cái trường hợp mà uh, người ta lại đang đang cho cái 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 các cái cô sự hoặc là các cái thai mũi hiếu dân đấy nó cho nó khớp với lại cái tiêu chuẩn của những cái người người trẻ tuổi và nó không đi theo nó Ikanai nó nó vẫn cả cả Ikanai nó nó vẫn chưa uh, đi theo được cái cái mạch thời gian. Uh, ý nói ở đây là gì là Uh, những cái nội dung, những cái cô sự và những cái thai mự mà tiêu chuẩn được viết trong các cái cuốn an sổ đấy thì hầu hết là uh, đang cho khớp với các cái tiêu chuẩn của những cái người leo núi trẻ tuổi và vẫn chưa đi Naka naka ikanai là nó chưa đi theo được hoặc là nó chưa theo đúng được cái dori là theo cái 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 khung thời gian tiếp đến này dai no aruku toki 暗い時間のことは考えずに気ままに歩かせてくれようとも思うがこれが4 0 0 5 0 0ルの低山ならともかく2 0 0 0ルを超える鉱山と高山ともなるとそうも言ってられない命に関わってくるからだって結構のなてけこないのこげなぜや Là mặc dù là đúng không Cái từ gà ở đây nó chính là cái ngắt cái câu này ra Thì mình sẽ dịch là gà trước đây à, Mặc dù là à, Tôi cho rằng là Hoặc là mặc dù tôi cho rằng là Cái việc mà khang ngai dự ní Ở đây là cấu trúc ngữ pháp này Là không cần suy nghĩ tới, không cần suy xét tới Không cần nghĩ tới Mà chỉ cần cái nọ thế kia thôi là được đúng không Ở đây là gì Không cần phải tính toán hoặc là suy nghĩ Tới cái gì cẳng cái kurai di ở đây là cái khoảng thời gian mất bao lâu khi mà đi bộ ở trong thiên nhiên à, mà chỉ cần aruka sacture ở đây là vốc cự đúng không hoặc là sacture là chỉ cần là uh, đi bộ đúng không khi mama ở đây là uh, đi bộ một cách thoải mái uh, đi bộ như đúng cái tâm trạng của mình thôi ấy, uh, là được tôi cho rằng là như thế nhưng mà cái điều này thì somo itera này thì cái điều này thì là uh, nếu như mà cái dãy núi đấy của mình Nó là cái dãy núi thấp khoảng tầm 400 đến 500 mét Nara Tomokaku Thì ở đây mình bắt gặp cái cấu trúc là Nara Tomokaku là nghĩa là có nghĩa là khoan hãy nói đến a mà hãy nói đến b eh, có nghĩa là trước cái a là trước cái nào đà tôi mô các cự ở đây là những cái dãy núi 400 500 m thì không nói làm gì chưa có bàn tới nhưng mà với những cái dãy núi cao hơn mà vượt qua hơn 2000 m chẳng hạn là những cái dãy núi ở phía sau này này thì nó quan trọng hơn hay là khoan nhắc tới những cái dãy núi nhỏ những cái dãy núi thấp cao khoảng tầm 4 500 m mà nếu như mà nó là những cái dãy núi cao vượt trên 2000 m thì không thể nói được như vậy. So mo itte ra đây này. Thì cái từ kore ở đây này, cái kore ở đây nó chính là cái cái điều mà người ta đang nói ở cái cái đoạn ở câu đằng trước đây và không thể nói được cái điều đấy đúng không? Có là không thể nói được cái điều này là cái điều mà 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 mà, mà, mà nhắc tới ở đây. Đấy thì inochi ni kaka tệ cư được cả ra bởi vì rằng là nó sẽ còn liên quan tới cái tính mạng của mình nữa nên là đáp án của mình nó sẽ nằm ở đâu là so mo iterare nai to a được gà thì cái điều không thể nói được như vậy thì là không thể nói được cái gì thì trong cái phần gạch chân của mình ở đây nó có cái đại từ chỉ thị là cái từ so thì mình phải đi tìm cái so ở đây nó là cái gì thì là đáp án của mình nó sẽ là cái đoạn đấy thôi thì không thể nói được là như vậy như vậy là như vậy cái gì thì nó lại liên quan tới cái core đúng không thì cái điều này không thể nói được như vậy vậy cái điều này nó là cái gì thì nó lại chính là nằm ở cái cái câu này nên đáp án của mình nó sẽ chính là cái cái phần đấy bây giờ mình sẽ loại này cô sử te và ikenai to yu cô là không thể nói được rằng là cái gì là không được phép tách khỏi cái cô sự là cái 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 cái, cái um, À, cái khóa học của mình hay là cái con đường Hay là cái lộ trình của mình đúng không Thì cái từ hazure, hazure te và ikenai này không có nhắc đến Mà người ta chỉ nói rằng là gì Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ làm cái việc đấy thôi Nên là cái câu này sai này à, Đây là kai ho kago tệ te wa ikenai to cô tô thì nó chính là cái đáp án trong cái câu này là chúng ta không được phép mà cảm nhận hoặc là thưởng thức cái cảm giác gọi là thoải mái hoặc là tự do cái từ cai hô cẳng ở đây là cái cảm giác tự do phóng khoáng thì chúng ta không được phép cảm gọi là không được phép gọi là cảm nhận cái 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 cảm giác này bởi vì nó còn liên quan tới cái tính mạng của mình nữa bởi vì rằng là nếu như mà cái dãy núi mà nó thấp chẳng hạn thì mình cứ kimama aruka sete kure được là được đúng không mình không cần phải nghĩ xem là mình mất bao lâu để mà có thể leo cái dãy núi đấy mình cứ arukasete, à, mình cứ aru cự theo cái kimama của mình thôi đúng không nhưng mà nếu mà dãy núi đấy nó cao đúng không thì mình không thể nói được là như thế không thể nói được như thế vì là nếu mà mình đi lâu quá mình leo núi lâu quá thì nó còn liên quan tới cái tính mạng của mình nữa đấy thì đạo án của mình nó chính là cái số 2 cái kimama ní này, này nó chính là cái bằng với cái ý là cai hô cẳng là cứ 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 đi bộ theo đúng những cái gì mà mình cảm nhận đấy, hay còn gọi là à, cảm nhận cái tính tự do rồi tính phóng khoáng đấy thì không không được phép như vậy, không được nói như vậy, không thể nói được như vậy, nên không thể nào mà cảm, không nên không được phép cảm nhận à, cứ kimama mà à được cự nữa, mà mình phải tính toán, xem xét, cân nhắc nhiều thứ. Còn câu 3 ở đây là gì? Anzen ni chiu i shina kireba naranai tu yu Là mình sẽ phải chú ý đến cái tính an toàn đúng không? Thì cái này nó cũng đúng Nhưng cái so này Này thì nó đáp án nó nằm ở cái đoạn trên này cơ Nó không nằm ở cái đoạn Inochi ni kaka watte Nên là cái này nó nó bị sai Tiếp đến là cái câu số 4 này Shizen kankyo oyogo shite wa ikenai tuyu cô là không được phép làm sao à, uh làm bẩn môi trường tự nhiên đúng không? Thì cái này nó cũng không hề nói tới nên đáp án của mình nó chỉ còn cái 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 số 2 thôi. Thì đấy là cái cách mà mình mình loại đáp án. Thì nhớ khi mà đọc mà cái phần gạch chân của mình mà nó có cái từ xô này này đúng không? Thì là mình sẽ phải để ý xem cái xô là cái là cái gì, tiếp đến là cái core ở đây nó là cái gì thế thôi. Thì khi mà mình đọc đọc hiểu GPT cũng thế, đọc sách cũng thế, đọc cái gì cũng thế mà thấy core mà thấy xô rê rồi thế các cái đại từ chỉ thị như thế là mình luôn luôn phải đặt ra câu hỏi là người ta đang muốn muốn nói đến cái gì Người ta đang nhắc đến cái gì đấy Để mà có thể liên kết giữa các câu với nhau Thì đây là cái bài ngày hôm nay Chúng ta đã học được một cái cấu trúc ngữ pháp mới Đó là Nara Tomokaku Hoặc là Wa Tomokaku Là A Wa Tomokaku A Nara Tomokaku B Thì cái A và cái B là nó, nó sẽ là hai cái ý nghĩa khác nhau Hai cái eh, Nội dung khác nhau Thì cái A cái danh từ mà ở đằng trước ấy, cái a ở đằng trước ấy thì nó sẽ không quan trọng và mình có thể bỏ qua được mà mình hãy focus và nhấn mạnh hơn vào cái phía đằng b nên là mình sẽ dịch là gì khoan hãy nói đến a mà hãy bàn đến b khoan hãy nói đến a mà cái b sẽ quan trọng hơn mình sẽ chú trọng vào cái b trước xem xét cái b trước thì ý của nó là như vậy tiếp đến là cái từ đôi giả đà này cũng rất là hay gặp đúng không nó có hai nghĩa À, thường thì là mình sẽ có là à, đôi à là đi với lại cái ra si này đi với xô so này đúng không thì là mình sẽ hiểu là có vẻ như là thế nọ thế kia còn nếu như mà đôi à là ở dạng bình thường mình sẽ hiểu nó là bằng cái cách nào đó hoặc không rõ là như thế nào nó bằng với nam tô cả hoặc là donica ni cũng là không biết bằng cách nào không biết là rõ như thế nào Có là không không nhớ kỹ hoặc là không biết chắc chắn là nó rõ ràng như thế nào nhưng mà không hiểu tại sao bằng cái cách nào đó Mà tôi đã làm sao hoàn thành được đúng không à, tạ là đã Ý nói là kiểu đã đến được đích đấy Đúng không Đã hoàn thành à, Đã đến được cái đích là hoàn thành Thì là mình sẽ hiểu hai cái từ đôi ra này nhá Nó sẽ có hai cách dùng Nếu như mà đi với Rashi Thì mình sẽ mặc định nó là có vẻ như là à, Như thế nào đấy Còn không thì nó sẽ là Bằng cách nào đó không rõ như thế nào mà Đúng không Thì hôm nay mình sẽ kết thúc cái bài đọc này ở đây À, mình sẽ hẹn các bạn vào cái bài đọc tiếp theo nhé